Có một sự thật mà mọi người chưa biết về Thái, đó là trước đây Thái là một người có gu ăn mặc khá là trẻ trung và năng động. Tuy nhiên sau một thời gian đi làm, Thái đã thay đổi phong cách của mình trưởng thành hơn một chút. Địa chỉ mà Thái thường xuyên ghé qua đó chính là thương hiệu thời trang Owen. Đây là một thương hiệu mà Thái cực kỳ yêu thích bởi phong cách lịch lãm và chỉn chu, rất phù hợp với các bạn trẻ như mình. Bật mí thêm với mọi người, hôm nay Thái sẽ dẫn người yêu của mình đi shopping cùng luôn và let's go. Đi một vòng, Thái thì có khá nhiều những dòng sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và phong cách. Hôm nay tới đây đúng dịp Owen vừa ra mắt dòng sản phẩm có tên gọi Smart Pen mới. Nghe nói có rất nhiều tính năng và phù hợp với đại đa số người dùng. Sau một hồi, Thái có đang đi tìm một vài mẫu áo để phối cùng với quần Smart Pen. Còn người yêu của mình thì đang đi tìm một vài mẫu áo để tặng người thân. Chọn đồ nãy giờ cũng phải được kha khá, giờ phải lên đồ ngay thôi anh em ạ. Quần Smart Pen mới có khá nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng nên anh em có thể phối với rất nhiều kiểu áo khác nhau. Phải công nhận quần Smart Pen mới mặc lên rất thoải mái, anh em thấy tha hồ vận động cả ngày. Bên cạnh đó, quần được thiết kế cặp chun tự điều chỉnh vòng bụng, mặc lên không cần sử dụng tới thắt lưng, công nhận tiện thật sự. Điều mà Thái ấn tượng nhất khi tới Owen mua sắm không chỉ từ sản phẩm mà còn tới từ thiết kế không gian tại cửa hàng rất chỉn chu và hiện đại. Mặc quần Smart Pen lên thích quá anh em ạ, nên tôi quyết định lấy 3 cái 3 màu về để đi làm luôn. Anh em hãy tới ngay Owen để trải nghiệm và mua sắm những món đồ ưng ý nha. Bye bye.